Vietnamix concert Hoàng Thùy Linh làm được, nhưng hát chưa được. Tối ngày 29 tháng 9, đúng đêm Trung thu, Vietnamix concert của Hoàng Thùy Linh đã kết thúc tương đối tốt đẹp sau khi trải qua nhiều sóng gió. Hơn 7.000 khán giả đã lấp kín các khán đài nhà thi đấu Phú Thọ, có người còn ví von hơn một nửa showbiz đã tề tựu để ủng hộ Hoàng Thùy Linh. Hoàng Thùy Linh và ekip biết rất rõ thế mạnh của mình nằm ở phần nhìn nên cũng đã mang đến một bữa tiệc mãn nhãn về thị giác. Những màn đồng diễn lên đến hàng chục người, dàn đồng ca và dàn diễu hành của các bé thiếu nhi. Các đạo cụ khổng lồ được chăm chút tỉ mỉ, vũ đoàn hoành tráng Thời trang của Hoàng Thùy Linh trong Vietnamese Concert cũng là một điểm cộng đáng chú ý khi stylist Hoàng Cu đã mang đến loạt outfit đầy sáng tạo nhưng cũng đầy ấn tượng để cô có thể liên tục biến hình trên sân khấu. Mọi thứ đủ khiến khán giả choáng ngợp, dù là khán giả thông thường hay người trong nghề, vấn đề đầu tiên được bàn cãi vẫn là giọng hát Hoàng Thùy Linh dường như đã có tất cả cho Vietnamese Concert, chỉ trừ giọng hát live. Đã có những nghi ngại từ trước và cho đến hôm nay đã diễn ra đúng như vậy, với âm nhạc được phối mới toàn bộ. Hoàng Thùy Linh phải sử dụng đến playback xuyên suốt gần như 70 đến 80% thời lượng để hỗ trợ cô trong việc hát, ghi nhận sự cố gắng hát live của cô khi ở nhiều ca khúc, tiếng hát thật của Hoàng Thùy Linh được nghe khá rõ vượt lên trên lớp playback. Tuy nhiên, chất lượng giọng hát live của Hoàng Thùy Linh vẫn như cũ, khó có thể tiến bộ ngay chỉ trong một sớm một chiều.